Hi, chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stubby Gaming đây các bạn. Và đứng trước mặt của các bạn đây là siêu nhân sấm sét đỏ đội trưởng các bạn ha, và đây là siêu nhân vũ trụ đỏ đội trưởng các bạn. Thì ngày hôm nay á, tụi mình đang đứng ở một cái ngôi làng, và đây thì cũng là một ngôi làng bình thường thôi các bạn, nhưng mà có một căn nhà nó rất là không bình thường, đó chính là căn nhà này nè các bạn. Thì như các bạn mà nếu đã theo dõi những cái tập trước của tụi mình rồi ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ biết ngôi nhà này là ngôi nhà gì đúng không? Và đây á là siêu nhân sấm sét các bạn ha. Và khi mà siêu nhân sấm sét cần sử dụng những cái nguồn năng lượng ở trong những chiếc điện thoại, ở trong những cái hộp biến hình đó, thì đây là cái nguồn điện để cấp cho tất cả những cái hộp đó, cũng giống như là cái sức mạnh của những cái bộ đồ để biến hình các bạn. Đây, đây là một cái phòng cực kỳ bí mật và đầy năng lượng các bạn ha. Đó, vậy nhờ rồi quá trời luôn. Đấy, và tụi mình đã ngụy trang cho cái phòng quan trọng này nhất của tụi mình bằng một cái căn nhà đơn sơ đó các bạn. Tưởng chừng như là một căn nhà rất là bình thường đúng không? Chẳng có gì. Nhưng ở bên trong thì nó chứa rất là nhiều những cái gọi là quan trọng của tụi mình đấy các bạn. Đấy, không phải ai muốn mở cửa đi vào rồi cũng được đâu. Và cần á, năng lượng để duy trì cho những cái cục này nó phát sáng và hả cấp năng lượng cho tụi mình đấy các bạn. Thì tụi mình cũng cần có một cái máy để phát điện ra này các bạn không? Đấy. Và những cái ổn áp, những cái nguồn điện, những cái nguồn trở các bạn. Và cái năng lượng chính để tạo ra những cái năng lượng này, đó chính là những cái bình ga đằng sau này các bạn. Đây. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đây thì tụi mình có rất là nhiều bình ga đấy các bạn ha. Đấy. Một tháng là tụi mình phải duy trì là từng này ga này các bạn. Không. Nhưng mà cũng không đủ nữa các bạn ơi. Cái này nếu như mình mà đánh quái vật nhiều á, những quái vật mà siêu to khổng lồ nhiều ấy, thì nếu mình xài một tuần á là phải hết đống này đó các bạn. Và cái nguồn ga bây giờ đang rất là hiếm các bạn ha. Các bạn có coi chiến tranh giữa Ukraine và Nga ấy, thì nó cắt giảm cái nguồn khí đốt rồi các bạn, cho nên nó ga bây giờ rất là hiếm. Nhưng mà tụi mình đã phát hiện ra được một chỗ là nó có rất là nhiều ga các bạn. Đó, thì cái chỗ này á là nó nằm ở đây nè các bạn ha. Đấy, nó nằm ở đây, và bên đó đã đồng ý bán lại cho tụi mình với một cái số lượng ga rất là lớn các bạn. Đấy, và ngày hôm nay tụi mình sẽ đi qua đó để thương thảo và mua ga để sử dụng các bạn ha. Đấy, và ga thì tụi mình sẽ để vào trong những căn nhà như thế này. Đây đều là những căn nhà ngụy trang của tụi mình hết đó các bạn. Đấy, mình sẽ cất giữ trong những ngôi nhà như thế này, khi cần á thì tụi mình sẽ đem vào để sử dụng. Ok, còn đây là cái chiếc xe của tụi mình nè, để qua hả chở ga đấy các bạn. Đó, các bạn thấy xe xịn sò chứ các bạn. Ôi ôi, có hả mấy tấm năng lượng mặt trời ở trên xe đâu này các bạn không? Quá dữ. Rồi, ok. Bây giờ thì mình với lại vũ trụ đội trưởng sẽ chạy qua bên đó thôi các bạn ha. Con xe bao ngầu luôn các bạn, có cả hai cái bánh dự phòng nữa kìa. Thì cái tấm năng lượng mặt trời này nó sẽ cung cấp điện cho bên trong cái thùng xe các bạn ha, cũng giống như là toàn bộ chiếc xe này sẽ ít sử dụng tới cái bình ắc quy hơn các bạn, làm cho tuổi thọ của hả bình ắc quy nó tốt hơn. Ý, hình như xe này nó không có bô các bạn ơi. Ai chà, mình quên các bạn, xe tải này á là xe tải điện. What the, đúng không ta? Để mình nhìn thử coi. Ê, đúng rồi các bạn ơi, xe tải điện các bạn ơi. Nhưng mà ở trên nó có mấy tấm năng lượng mặt trời nữa. Hèn chi mình không thấy một cái bô nào hết. Tại do chiếc xe này, chiếc xe tụi mình mướn các bạn à, chứ mà xe tụi mình để mướn để chở đồ thôi. Thì ra là xe năng lượng mặt trời, xe điện các bạn ơi, chạy im ngu à, không có khói, không có tiếng động cơ gì hết trơn á. Vậy mà nó bự gì á, tại vì á xe điện ít có khi nào mà làm mấy chiếc xe tải, xe bự để chở đồ đó các bạn.
xe bự là phải chạy một bằng dầu hai bằng xăng thì nó mới khỏe được. Nên mình chơi xe điện luôn các bạn ơi, xe điện đi chở đồ. Cũng may á là ở bên kia nó đã đồng ý bán cho mình một số lượng ga rất là lớn các bạn ha. Đấy. Chứ còn ga bây giờ trong thành phố thì không đủ cho tụi mình mua các bạn. Tại vì người ta còn sử dụng đồ các kiểu nữa. Ga với lại khí đá ấy, các bạn. Ok. Mình mong là hôm nay cái thương vụ này nó sẽ diễn ra suôn sẻ các bạn. Đây các bạn ha. Đây là cái đường đi vô nè. Đây mình để xe đây đi. Ở chỗ này cái bãi nó rộng này các bạn. Ui, tôi đi vào tới nổi á. Nó có cả trực thăng ở đây luôn nè các bạn. Ghê vậy. Ui, ga kìa các bạn. Ủa mình đi ga quá trời ga luôn. Ui, đúng là những thứ mình cần các bạn. Đi thôi, vũ trụ đỏ rồi trưởng. Mấy này đứng nó ngán ngán đường sao á. Thì cha hôm nào mình đụng phải cho nó. Ôi ôi ga kìa. Ở bên đó thì tụi mình thiếu. Còn bên đây á, nhiều phép thèm luôn á các bạn. Ủa? Tại sao nguyên một đám siêu nhân Ultraman lại đứng ở đây? À, để mình vô mình hỏi thử coi. Hello, người anh em Ultraman Noah. Có phải á, các bạn á, là cái người sẽ giao dịch ga với tụi tôi ngày hôm nay hay không vậy? À, thì ra là những người anh em sinh như nó trưởng. Mới đầu tao còn tưởng ai. Thì ra là tụi bay hả? Đúng. Tụi tao á đang đứng đây để đợi giao dịch một số lượng ga rất là lớn cho người khác. Nhưng mà tụi tao không biết là tụi mày. Hồi sáng á tôi có nói chuyện điện thoại với anh rồi, và anh đã đồng ý bán lại cho tôi. Và bây giờ á tôi đem xe lên rồi nè. Chúng ta có thể giao dịch được chứ hả? Mày cũng biết, từ đó giờ siêu nhân Ultraman và những người anh em siêu nhân đội trưởng không cùng chung chí hướng ha, và cũng không cùng chung giao dịch làm ăn bất cứ thứ gì, mày biết mà. Nhưng mà ngày hôm nay tụi tôi đang thiếu ga để làm năng lượng rất là trầm trọng. Mong anh hãy niệm tình hồi nãy chúng ta nói chuyện mà hãy bán cho tôi đi. Tụi mày thiếu ga, nhưng ở bên trong nhà thì ga bao la, hãy nhìn xem. Đấy, ga trong nhà tụi tao á chất thành đống 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 như thế này nè, ở trên lầu còn nữa. Ga nhiều quá, chỗ nhiều đây á đủ cho tụi mình á xài cả mấy tháng trời lận đó vũ trụ. Lúc đó cái nguồn ga nó sẽ trở lại bình thường và chúng ta khỏi cần phải khổ rồi. Nhưng mà tụi tao đâu có bán đâu mà tụi mày xài, ở đây nói chuyện gì dùng tới mấy tháng. Vậy nha, cút. Ga này á tao sẽ bán cho người khác. Ê nè Ujaman, hãy nghĩ tình chúng ta cùng là siêu nhân và bán cho tôi đi. Hồi nãy giờ tao nói chuyện mày không hiểu hả? Xem xét đội trưởng, tao không bán cho tụi bay. Mau đi đi. À, nó có nhiều ga vậy mà nó không bán cho tụi mình các bạn ơi, cay thật sự. À, mình giết chết nó luôn. Mấy cái thằng Uchiha mà nó chơi mình các bạn ơi, chơi luôn các bạn à. Tụi mày không bán thì tao sẽ chơi tụi mày. Ê, mình nghĩ á, với một cái nhà kho ga như vậy á, chắc là tụi nó sẽ phải có rất là nhiều hả những cái hả đồng minh đồng đội nó quanh đây. Mình sẽ bắn bể với cái bài đi.
để nó quay quay hoài hả? Kiếp có tai quá các bạn ơi. Ok, mình trốn đây đỡ, để mình kêu hả, đi to anh em xin viên trưởng mình qua đây để hả bắt đầu cướp cái hả phi vụ ga này các bạn. Ok các bạn, việc đòi anh em siêu nổi trưởng mình đã tới đây rất là đông đủ luôn rồi đó. Bây giờ nó bắn cho mình kìa bạn ơi, chờ đó anh em. Ui, nó bắn nhiều phiếu quá vậy, anh em cẩn thận nha anh em. Mày hả mày? Còn anh em mình đưa mất hai người luôn rồi kìa. Cẩn thận nó chơi sau lưng anh em ơi. Mày. Ôi tụi đông quá. Rác nháo hả mày, trời ơi. Ga mà nó quay quay nó bắn lửa kìa các bạn. Rồi, ủa cha man rồi. Mày hả mày? U cha man. Ôi ôi. Mình mất ba người. Cho nên dù chết thì tụi mình cũng sẽ phải cướp ý hả phi vụ này các bạn ạ. À. Thì nó còn kìa anh em. Anh em để cho bắn về chết rồi. Kìa đây nè. Nằm quằn quại mày. Mình đây còn em mấy. Còn có mấy người nữa. Hai bốn sáu tám mười 12 người các bạn ha, cho dù để hy sinh hả mấy người rồi, coi chừng nó phá hả căn nhà ga này của tụi mình nha các bạn. Kìa kìa kìa, rồi từ trong nhà đi ra luôn mới ghê chứ. Coi trong nhà còn ai không mày. Mình kiểm tra trong nhà có ai không. Nhưng mà trong đây nè các bạn. Ui núp 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 hả mày. Ôi ôi đứng núp trong đây các bạn ơi. Hồi nữa là cơ thể của nó phát sáng các bạn. Cho nên khi á, mình chạy vô cái là mình thấy liền à. Đây nè. Nén rực luôn nè. Rồi tính đứng đứng núp trong đây để chơi tụi mình các bạn ơi. Không sao. Nó tiêu diệt tôi hết rồi à. Còn bây giờ á là cả cái số ga này với lại số ga trên đầu á đã thuộc về tụi mình rồi các bạn. Ai kỳ này tụi mình á
có nhiên liệu để sử dụng năng lượng rồi. À, quá đã. Quá phơi các bạn ha. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa xe vô để vận chuyển ga các bạn. Ôi ôi. Nếu mà nó không bán mà không có số lượng ga này á thì tụi mình teo rồi. Đấy, lấy ga xong rồi cái bỏ lên luôn. Vừa đủ luôn các bạn ạ. Đó, mình mở hai cửa trên nè, đưa ga ra xong mình thảy cho thôi các bạn. Xe này chở được nhiều lắm nha các bạn, chở được cũng 200-300 bình đó. Rồi, ok các bạn, và như vậy thì video clip của mình tới đây xin kết thúc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem một clip này của mình. Mình nếu thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay ý kiến thì cứ comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì tụi mình là biệt đội anh em siêu nhân đội trưởng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.